top 5 căn với tài chính đâu đó trên dưới 10 tỷ ngon nhất tại Vinosuper 2 tháng 3 2024. Xin chào quý anh chị quay trở lại với Mr. Anh Bất Động Sản. Và ngay bây giờ, Hoài sẽ mời chị chúng ta cùng khám phá. Và ở lựa chọn đầu tiên, Hoài chia sẻ đến chị, đó là một căn shop house tại dãy Trà La 15. Thật sự đã từ rất lâu rồi mới có một căn shop house đẹp như này để có thể chia sẻ đến chị. Và đặc biệt hơn nữa là căn này được ký mới chủ tư anh chị nhé. Căn này thì có diện tích đất là 70m² với mặt tiền rộng 5m và sâu 14m. Anh chị thấy không? Cái đường shop house Trà La 15 này rất là rộng, rộng đến 20m và cực kỳ thoáng anh chị ạ. Vì sao ạ? Vì nó chỉ có một mặt shop house thôi. Còn ở phía trước rất là thoáng. Và bật mí với chị là gì? Tại sao rất ít căn shop house Trà La 15 có nhu cầu chuyển nhượng nhé? Hoặc anh không nói đến có cắt lỗ hay không, là có nhu cầu chuyển nhượng rất là ít. Vì sao? Vì trước mặt đây nó đối diện toàn bộ là hơn 30 hectare nhà ở xã hội trong tương lai. Anh chị thử hình dung mà xem, những căn shop house của mình đây, đường lớn 20m và đối diện mấy chục tòa cao tầng nhà ở xã hội. Nếu nhà ở xã hội khởi công và đưa vào sử dụng, vậy thì biết bao nhiêu cư dân của cao tầng đi xuống đây kinh doanh, đi xuống đây sử dụng dịch vụ, thì cái nhu cầu khả năng kinh doanh của những căn shop house này nó lớn như thế nào. Ngoài chỉ dừng lại ở đây thôi, còn anh chị có thể nghiên cứu kỹ hơn tiềm năng của cái shop house Trà La 15 như thế nào. Căn này thì có hướng cửa chính Tây Bắc anh chị nhé. Xây thô, hàn tiện ở ngoài, 4 tầng một tùm. Và với tổng diện tích sàn rất là lớn, 287m². Diện tích xây dựng của tầng 1 ấy, nó cũng lên đến 58m². Tức là gì? Với diện tích 58m² lòng sàn nhà tầng 1 ấy, anh chị có thể bố trí thang máy rất là thoải mái, không có một hạn chế gì. Và thực sự Hoài chia sẻ với chị là gì? Với những cái căn shop house ấy, Hoài đã có một cái thống kê rồi. Số lượng shop house tại Vinoshop 2 này tương đối nhiều. Tuy nhiên, những căn shop house mà đường 20m như thế này không phải là nhiều anh chị ạ. Và đặc biệt là đối diện những tòa cao tầng như thế này lại càng hiếm nữa. Và không để anh chị phải đợi lâu nữa, Hoài sẽ chia sẻ với chị cái mức giá chủ tư đưa ra căn này cực kỳ hấp dẫn. Chỉ 11,4 tỷ thôi anh chị ạ. Nếu như anh chị lựa chọn phương án vay không lãi 3 năm tối đa 7%, tức là anh chị chỉ cần chuẩn bị 30% thôi, đâu đó nó chỉ chưa đến 3,5 tỷ là anh chị có thể sở hữu căn như thế này rồi. Và tận 3 năm sau anh chị mới phải thanh toán phần còn lại, hưởng không lãi suất và không phải thanh toán tiền gốc luôn. Rất là thoải mái luôn. Còn đương nhiên nếu như anh chị đã có sẵn tài chính rồi, anh chị thanh toán ngay ấy, thì chỉ còn 9,2 tỷ thôi. Thật sự anh chị lưu ý nhé, 9,2 tỷ mà sở hữu một căn shop house 70m, đường 20m đối diện nhà ở xã hội này, Hoài nghĩ là rất rất là hiếm đó. Và không phải ngẫu nhiên Hoài chia sẻ cái căn này ở vị trí đầu tiên đâu. Và nếu như chị chưa thấy hài lòng, Hoài sẽ mời chị chúng ta tiếp tục khám phá lựa chọn thứ hai. Và lựa chọn thứ hai Hoài chia sẻ đến chị là một căn shop house tại đường Đại Dương. Như chị thấy không, cái đường Đại Dương này rất là rộng, rộng đến 30m và 6 làn đường. Đường Đại Dương này, đường biển xanh này và đại lộ san hô là một trong ba trục huyết mạch của dự án này. Căn này thì có diện tích đất là 75m², mặt tiền 5m anh chị nhé. Hướng cửa chính là hướng đông nam và xây 5 tầng. Đặc biệt là gì? Căn này là thuộc quỹ chuyển nhượng. Hiện nay chủ nhà đã hoàn thiện 2 tầng và như chị thấy đang cho thuê là văn phòng nội thất rồi. Và đặc biệt hơn nữa là căn này có chương trình an vui của chủ tư, hỗ trợ 20 triệu tháng. Tiền cho thuê là 5 triệu. Như vậy là mỗi tháng, nếu như chị đầu tư căn này, anh chị sẽ thu về 25 triệu dòng tiền một tháng. Chúng ta hãy cùng đi gần lại để khám phá thêm cái căn shop house này. Căn này thì có diện tích xây dựng 5 tầng, khoảng 300m² xây dựng anh chị nhé. Như vậy thì cái không gian để mình decor, setup và khai thác khi mình hoàn thiện hết 5 tầng ấy, nó rất là lớn. Và với cá nhân Hoành, Hoành nghĩ là gì? Những căn shop house tại cái đường Đại Dương này ấy, nó là trục đường huyết mạch này, giao thông đi lại rất là nhiều. Và đường lớn này nó sẽ phù hợp với các anh chị có nhu cầu nhận diện cái thương hiệu của mình lớn, giống cụ thể như là gì? Văn phòng nội thất này, showroom này, vật liệu xây dựng này, kho này, thì Hoài nghĩ sẽ rất là phù hợp. Ở căn này thì anh chị yên tâm nhé, pháp lý là sổ đỏ lâu dài. Hiện nay thì chủ nhà có nhu cầu chuyển nhượng với mức giá là rất là hấp dẫn, 12 tỷ bao toàn bộ chi phí sang tên. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục khám phá lựa chọn thứ ba.
Và tiếp tục là lựa chọn thứ ba, đó là một căn shop house tại đường Kinh Đô Không Số. Căn này có một vị trí rất là đặc biệt anh chị ạ. Vì sao ạ? Vì đối diện đây là các căn song lập 150m của Kinh Đô Ánh Sáng. Và mặt đường này 20m. Vỉa hè của cái song lập Kinh Đô này rất là rộng. Do đó thì cái view từ cái căn shop house này cực kỳ thoáng luôn. Căn này có diện tích đất là 75m², mặt tiền 5m, sâu 15m anh chị nhé. Hướng cửa chính là hướng đông bắc, xây 4 tầng một tùm và tổng diện tích xây dựng là 311m². Ở ngay bên trái đây, căn này có một vị trí là chỉ vài bước chân thôi là chị có thể tiệm cận đến Vincom Mekongmun. Và cũng đằng sau đây, chỉ mất vài phút di chuyển thôi là chúng ta có thể tiệm cận đến phố đi bộ của quảng trường Kinh Đô Ánh Sáng. Căn này thì hiện nay chủ nhà đã hoàn thiện 2 tầng rồi anh chị nhé. Và đang cho thuê văn phòng bất động sản với giá là 7 triệu một tháng, cộng với cả chương trình hỗ trợ an vui 20 triệu một tháng. Tức là anh chị nếu đầu tư căn này sẽ có sẵn 27 triệu dòng tiền một tháng. Ở căn này thì chủ nhà mua 2022 với cả tiền chênh đâu đó khoảng 15 tỷ anh chị nhé. Nhưng hiện nay đã hoàn thiện 2 tầng rồi, cho thuê 27 triệu một tháng. Chủ nhà giao bán lại chỉ 13 tỷ báo phí thôi anh chị ạ. Tức là đâu đó lỗ mất khoảng 2 tỷ. Và tiếp tục chúng ta hãy đến với lựa chọn tiếp theo. Và ở vị trí thứ tư ngoài giới thiệu đây chị, đó là một căn liền kề có một cái số ấp dành cực kỳ đẹp anh chị nhé. Một căn cọ xanh 1881, anh chị thấy hấp dẫn không ạ? Căn này thì nằm trên trục đường cọ xanh 18, một trong những trục đường 20m. Nó kết nối từ công viên ven sông Sinpark này, qua công viên trung tâm Empire Park này, 9 tòa chung cư này, đến cả Kinh Đô Ánh Sáng và đến đại lộ San Hô. Căn này thì có diện tích đất là 75m², mặt tiền rộng 5m anh chị nhé. Xây thô, hoàn thiện mặt ngoài, 4 tầng một tùm. Và tổng diện tích xây dựng của 4 tầng một tùm này lên đến 296m². Và với những căn mặt tiền 5m như này ấy, thì thực sự là anh chị có thể bố trí thang máy bên trong nhà rất là thoải mái. Và cái mặt tiền của đường rộng 20m này, cái vỉa hè ấy, nó sẽ khác biệt rất nhiều so với những mặt tiền đường rộng 13m ở bên trong anh chị nhé. Và thực sự là Hoàng chia sẻ với chị là số lượng những căn liền kề đường 20m ấy, nó không có nhiều. Và căn này hiện nay ấy, điểm đặc biệt nữa là gì ấy? Nó nằm sát căn góc này, gần với ngã tư này, nên là việc đi lại rất là tiện lợi luôn anh chị ạ. Một điểm quan trọng nữa là gì? Là căn này là anh chị được ký mới chủ tư, tức là giá niêm yết anh chị được vay 36 tháng không lãi. Tức là đầu đó anh chị chỉ cần bỏ giá khoảng 3% thôi, từ đường khoảng hơn 3 tỷ thôi là anh chị có thể dọn về ở rồi. Và nếu như anh chị mà có sẵn dòng tiền, anh chị muốn là thanh toán một phát luôn, anh chị được chiết khấu lên đến 19,3%, thì chỉ hơn 9 tỷ thôi là chị đã có thể sở hữu một căn liền kề đẹp như thế này rồi. Và ngay bây giờ chúng ta hãy đến với lựa chọn cuối cùng. Và lựa chọn cuối cùng đó là một căn liền kề cũng rất là đẹp anh chị nhé. Căn liền kề 75m² tại đường Hải Âu 6, cũng là đường rộng 20m. Và view căn này cực kỳ đẹp ạ. Đối diện đây là một trong những căn đơn lập view trực diện vườn hoa và bể bơi của Hải Âu. Căn này là sát căn góc luôn anh chị nhé, rất là hiếm luôn. Những căn liền kề mà sát căn góc gần ngã tư như này mà đường 20m này nó không có nhiều đâu ạ. Với diện tích 75m² đất, mặt tiền 5m, sâu 15m và hướng cửa chính này là hướng tây bắc. Đâu đó nó chỉ cách bể bơi nội khu của Hải Âu và công viên nội khu ấy chỉ có một con đường và một dãy biệt thự đơn lập này thôi. Xây thô, hoàn thiện ngoài, 4 tầng một tùm và tổng diện tích xây dựng cũng gần 300m². Và điểm đặc biệt nữa là gì? Cái trục đường Hải Âu 6 này nó cũng kết nối từ công viên ven sông Sinpat này qua phân khu Hải Âu này. Chúng ta đến với 9 tòa chung cư gốc của Master Drive, đến công viên trung tâm Empire Park, đến quảng trường Kinh Đô Ánh Sáng. Rất là thuận tiện này chị ạ. Từ vị trí này nhá, anh chị có thể đi bơi ngay trước nhà này, đi dạo ở ven sông ở bên trái này và đi ra công viên trung tâm ở bên phải. Phải nói là không còn gì để có thể nói được cái vị trí của căn này nó đẹp như thế nào. Và một điểm rất rất là quan trọng hơn là gì? Căn này anh chị được ký mới chủ tư Vinhome. Anh chị được vay hỗ trợ lãi suất 70% không lãi trong vòng 3 năm. Tức là đâu đó anh chị chỉ cần chuẩn bị ngay là 30% thôi, khoảng hơn 3 tỷ thôi là anh chị có thể về ở căn như thế này rồi. Còn tất nhiên anh chị có thể lựa chọn thanh toán sớm, được chiết khấu 19,3%. Và chỉ cần bỏ ra khoảng 9 tỷ thôi là anh chị có thể sở hữu một căn như thế này. Vừa rồi thì Hoàng đã chia sẻ đến anh chị
5 lựa chọn với mức tài chính đâu đó trên dưới 10 tỷ. Không biết là anh chị ấn tượng với lựa chọn nào nhất, anh chị có thể comment bên dưới. Và tất nhiên rồi, nếu như anh chị có nhu cầu tìm hiểu đầu tư hoặc mở tại Vinhomes Bắc 2, anh chị đừng ngần ngại, hãy liên hệ cửa số hotline trên màn hình để được tư vấn chi tiết. Và cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại chị ở những video tiếp theo.